chờ gì có thể nói một câu sức khỏe bằng tiếng Anh cho con nghe được không? Now every set, every time, you know, because every day, too hard, pain, chân, every set, anything. The district, the matter, the sub-American, trước là matter, the Indonesia, the server, the server, trong đó là học nó cứ nói dạng gì vậy? What's your name? Cái gì không bắt cho anh em? Vì nói không trúng giọng á. Cái nó nói, gạt tem vô nên chửi gì á. Cái gì mới chửi bà nội cha, cái gì chửi tiếng Việt á. Khi mà người khách họ mua vé số cho dì giống như con thì lúc đó thì dì sẽ nói cái câu tiếng Anh là như thế nào? Nói câu tiếng Anh cảm ơn hay là mời? Dạ, cảm ơn đó dì. Cảm ơn hả? Dạ. You buy me and lettery. Dạ. I thank you very much. Là con mua dì 10 tờ, dì cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Đó là con không quay phim làm sao con biết. Dạ. Sao dì dưới con biết con nói qua được. Dạ, đúng rồi dì. Ơi dì ơi, rồi ví dụ như con dì bị đau chân quá, dì không thể đi bán vé số giờ này thì dì lúc đó dì mình sẽ nói tiếng Anh sao hay gì ha? Because I go sell lottery now, I be sick here, no can go outside now. Đó là bây giờ dì đau hai cái chân quá, không thể gì đi được. Dì đau, I be sick. Sick là đau á, con biết không? Dạ, sick là I no can go outside now. Dạ. Dì có xài số điện thoại không gì? Dì không có điện thoại, điện thiết gì hết đó con. Nhưng mà có thấy đường đâu rồi điện thoại. Bữa hổm với cô Dược Kiều á. Dạ. Cho dì cái điện thoại. Mà dì có thấy đường bấm đâu. Cái gì không có tiền dì bán lại cho trong siêu thị á. Dạ. Mà cổ mua tổng là 3.2 triệu. Tội mấy cô đó lưng thông là dì 2.8 triệu. Lỗ 400. Chứ dì có thấy đường đâu bấm. Dạ. Đó, mỗi lần cổ kêu á thì vì nhờ người ta bấm tiêu thôi, cái gì đâu có số đâu. Rồi cái sao bây giờ cũng mất tiêu rồi, không có tiêu được. Có số đâu, có điện thoại đâu. Ví dụ như mà mình không có số điện thoại thì mình nói, mình không có điện thoại thì mình nói tiếng Anh sao gì? Và có thể liên lạc với tôi qua cái nơi ở chỗ này. Chị có thể nói cho con nghe và mọi người cùng nghe để chiêm ngưỡng cái khả năng ngoại ngữ của gì. You say I have a telephone, right? Because now I don't have telephone. I stay here. Nó ở đâu phải không? Ở đây phải không? Dạ, địa chỉ gì đang ở đâu? I stay here Bùi Viện, hẻm 2254 là 254. Vì ở hẻm 254. Dạ. Bùi Viện. Đó là vậy đó. Dạ. I don't have telephone là vì không có điện thoại. Dạ. Nó hết ná tiền, không có cái gì hết. Không có điện thoại, không có số, không có gì hết. Là không có gì hết, hết ná tiền, không có gì hết. Nói vậy đó. Ồ, hiện nay sức khỏe của dì như thế nào rồi? Sức khỏe của dì là rất là bệnh nhiều. Dạ, bây giờ dì có thể nói một câu sức khỏe bằng tiếng Anh cho con nghe được không? Now every set, every time, you know, because every day, too hard, pain, chân, every set, anything. Dì đau tất cả hết. Đi set, this one here, you know. Đau đầu, đau đủ thứ hết. Bây giờ dì không thể mạnh nhiều. I'm too old. Già rồi, bệnh tất cả hết. Nói gì là già, dì nhiều, đau nhiều, đủ thứ hết con ơi. Nào là bệnh tăng xong, rồi bao tử, rồi hai chân què nữa, đủ thứ, xe đụng, đủ thứ hết. Motorbike shot me. Go outside, you know. Là có nghĩa là xe nó chạy, nó tông gì rồi nó chạy luôn. Nó chạy luôn. Because baby I die mà no die. Nghĩa là đụng gì, có thể gì chết. Có thể gì chết, chết. Là die. Có thể gì chết mà gì cũng chết. Vì bị thương gãy tay thôi, vậy thôi. Đó. Nhiều quá. Hiện nay tài sản của dì là cái không gì? Không có gì. Ná tiền. I don't have ná tiền. Không có gì hết. Tất cả không có gì. On the one for me. Có một mình gì thôi, chứ không có gì hết. No money, no have ná tiền. Không tiền, không bạc, không của cải gì hết. Là cuộc đời gì chỉ có mình thân mình, không gì thôi. Dạ. Vậy thì cái việc hàng ngày gì sinh hoạt hàng ngày, rồi vì tắm rửa vệ sinh rồi như thế nào? Có tắm rửa vệ sinh thì
Vì dạ, cái con hỏi tiếng Anh, cái đó gì có thể trả, tiếng Việt gì có thể trả lời tiếng Anh cho con nó được không? Dạ. Because I stay here, you know how boss say make money one month, 100 day là xài nước đó, water, một tháng 100 day nước đó con, nước, water, water. One month, 100 day một tháng trả 100 phụng với chủ nhà. Dạ. Ai nói cút ná tiền là không có nấu nướng gì hết, con biết không? Dạ. Ai sao ít quên đi lên tắm làm sao, giặt giũ làm sao, con biết không? Rồi ai go eat everywhere outside, gì đi ra đường gì ăn chứ gì đâu có nấu nướng gì đó. Gì ăn kia gì mua hộp cơm 30 ngàn, I buy one rice very big, I eat for one day, mua hộp cơm 30 ngàn gì ăn một ngày đó. Dạ. Cái gì mà nấu nướng gì làm sao, gì thấy đường gì nấu nướng, mắc gì mà sao thấy đường. Well, I no can see, ná tiền, no cook, ná tiền, mắt gì không có thấy đường gì, không thể nóng nướng. Đức xưa đừng là tên với sắp đến cà ra mì đá gì chuyện lên mấy cái gì đi xa. Hằng ngày gì đi bán vé số, buổi sáng gì đi bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 7 o'clock, 7 giờ sáng, 7 o'clock I go sell victory, because 3 out 10 o'clock I come back here, đi 3 giờ, 10 giờ, 10 giờ. Đi 3 tiếng đồng hồ, 10 giờ gì về đây. Buổi chiều gì? Buổi chiều hả? Dạ. Because outside too hot, night I can go, this morning, ngày mai, sáng mai á, gì mới đi bán, chứ còn buổi chiều nắng quá gì cũng mới đi. Dạ. Because tonight là gì ngủ trước nè, I sit down outside, you know, somebody let me, she buy baby one more, two more, five more. Ví dụ người nào quen mua gì 1-2 tờ, 5-3 tờ vậy đó. Dạ. Đó. Rồi sáng mai, tomorrow morning, 7 o'clock I go sell, 10 o'clock I come back, 3 hours là 7 giờ gì đi, gì để bán tới 10 giờ. 10 giờ vậy. Đó, là 3 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó là gì, buổi chiều thì ai quen thì mua, gì ngồi ở đây thôi, ai quen thì mua. Nè, gì dạ. Quen gì bán đó. Dạ. Ôi phải nói là cái khả năng tiếng Anh, nói tiếng Anh của dì rất là lưu loát và rất là chuẩn. Người con nhiều lắm rồi đó con. Dạ. Ngày xưa là dì nói tất cả các ngay giao dịch với người Mỹ đồ bình thường hết. À, bình thường con. Dạ. Bây giờ dì quên nhiều quá, 45 46 năm rồi. Dì ơi, cái việc mà ngày xưa dì học tiếng Anh đó. Rồi làm sao mà dì học ở trường lớp hay là sao không, dì? Để dì nói con nghe nha. Trước khi hai vợ chồng ông chủ người Anh á cho dì học một tháng ở trong hội dục Mỹ, con biết hội dục Mỹ không? Hội dục Mỹ là trên đường Peter á. Dạ. Vô đầm nó dạy á. Ví dụ dì học có 1 tháng à, dì cũng học nó khó quá, dì cũng học. Nhưng mà dì làm cho vợ chồng tiếp xúc riết rồi quen miệng rồi. Dạ. Rồi từ từ quen nói, từ quen. Ví dụ mới vô học á, cái nó dạy gì á, what's your name, cái gì ông bắt cho anh em. Dì nói không có trúng giọng á, cái nó nói gạt tem vô nên chửi gì á, cái gì mới chửi bà nội cha, cái gì việc á, bà nội cha người ta không biết, cái nó chửi gì, cái cả lớp cười vậy đó, cái nó biểu gì nói lại, what's your name, cái gì mới nói là what's your name, nói lại tiếng Anh phải trúng giọng nó, cái gì what's your name, mình mới vô học á, mình không biết, mình nói không có trúng giọng. Cái nó chửi gì, cái gì mới nói. Cái nó hỏi, what you say? Nó hỏi gì là mày nói cái gì? What you say là mày nói cái gì? Cái gì vậy mới nói, I don't know, tao không nói gì hết. Thấy không? Rồi cái nó nói, you too big. Nó nói gì ngu lắm. Nói gì ngu lắm. Mà mình mới vô học đâu có biết không? Mẹ nó chửi mình cái gì kệ bà nội. Dạ. Mình nói tiếng Việt á, mấy cô mà cũng ước tuổi gì cũng không mấy tuổi á, ôi cười cả lớp cười lên. Rồi cái bắt đầu á, con biết không, rồi học từ được 1 tháng cũng không được học bao nhiêu, nhưng mình không có sáng trí nhiều. Cái về hai chồng Mỹ nó nói lần gì biết nghe hiểu biết từ biết đến đứa xưa đừng mà chết đứa sắp rồi con biết không, chiều đó gì đến thì đi xa cũng nhiều lắm. Bởi vì học con là thức nhất, chị nghĩ á, cái người gì cố lên gắn gì học đó rồi, là gì học giỏi con.
biết bây giờ dì tám mấy tuổi, dì còn nhớ những bài học mà tiếng Pháp á. Bây giờ dì có thể biết song ngữ hả dì? Hả? Dì biết luôn tiếng Pháp luôn hả? Tiếng Pháp là hồi đó dì đi học tới lớp 3 là có tiếng Pháp rồi, con biết không? Dạ. Như là lecture, vocabulary, như lecture là gì? Vocabulary, dì còn nhớ những bài học. Vosimatet, le dessus de ma tête, sapin de caram. Trong nó là cái đầu tôi sợ tóc tôi đen, cái đầu tôi tốt này kia vậy đó, nhớ ít ít thôi, nhớ nhiều rồi chia vẹt bờ lết tuya rồi đó, rơ rơ ra rơ vi vã gì nhiều lắm, mà lâu lâu gì ngồi gì nhớ chứ còn yeah. Nói bất tử thì gì cũng nhớ. Dạ yeah. Hồi đó gì không tới lớp nhất cái gì nữa. Ồ phải nói gì bây giờ là một thần tượng cho các bạn trẻ mà học tiếng tiếng Anh. Dạ yeah. Vì ráng cố gắng gì học là vì khi đi tới biết lên đó. Dạ. Tại vì không biến học không biết không, chứ mày ráng cố gắng học rồi chi biết lên. Dạ thôi dì ơi, hôm nay thì con có dịp tìm đến đây dì. Con gặp dì ở ngay chỗ dì đang ở như thế này. Dạ. Con rất là thương và đồng cảm với hoàn cảnh của dì. Dạ. Và đặc biệt là con chua xót khi mà dì chỉ có một mình. Và con đến đây để con mong muốn con giúp đỡ được gì tí ít nào thôi. Và con điều con mong muốn là gì luôn có một cái sức khỏe của gì luôn ổn định. Và những gì khi mà về già thì những gì gì mong muốn sẽ thành sự thật.